bận đi làm nên mình không có quay clip được cho cả nhà xem. Hôm nay rảnh rỗi chủ nhật mình sẽ làm món tôm luộc nghêu hấp xả với lại tôm chiên bọt. Bây giờ mình bắt đầu mình nghêu đây, mình mới mua được 2 kg nghêu. Đây là cả nhà, nghêu mình mới mua nè, 40.000 ký đó. Giờ mình đi ngâm nghêu. Mình dặt cái ớt vô. Dặt cái ớt thì mình ngâm cho nó nghêu nó ngã chút dơ ra. Đó. Mình ngâm như vậy là nhiêu nó nhả dơ ra, nhả đọt cát rồi nha. Đó cả nhà, đây mình để mình ngâm tí xíu nó nhả đồ ra rồi mình đi hấp xả. Để đây ha, đây là tôm mình mới mua. Rồi, bây giờ mình đi đổ tôm ra, rửa tôm luộc, tôm chiên bọt. Ui, tôm này nó khờ hết rồi. Tôm này nó đông được bự gì mấy ta. 65.000. Con này nó cắn không bảy gì. Tôm đó là nhiêu ký? 65.000 ký. Không quá vậy. Gì tôm gì vậy 65? Bự cho bá là 65 vậy. Tôm gì bự vậy? Coi. Tôm gì mà xíu. Dễ, ở đây là 140, 150 tôm đó. Tôm gì bự vậy? Nó chuẩn bị xong rồi, mình mới lọt vỏ tôm ra cả nhà. Đây, đây tôm mình lọt vỏ ra được như đây. Rồi mình để cho nó ráo cái mình nhúng vô bột mình chiên là xong. Rất là nhanh gọn. Cả nhà chuẩn bị xem mình chiên tôm như thế nào nhé. Sơ qua cái nữa là mình để cho nó ráo nó. Đây là nghêu nè cả nhà. Nghêu đã hơn. Sạch bóng lửa. Nghêu giận đi. Nghêu. Nghêu luộc xả. Luộc xả. Chấm với nước mắm. Nước mắm chua ngọt. Ăn vô thành chua ngọt luôn. Rồi con nghe là 40.000 cũng bự lắm chứ bộ. Đổ bột chiên giò cho cả nhà. Nói chung lên đây để coi cho. Đừng đừng để cậu cầm. Không lấy được không? Đây gia vị đồ đầy đủ hết, mình chuẩn bị đầy đủ hết rồi. Giờ mình chuẩn bị đem vào bếp mình chiên lên là xong. Là có món ăn cho ngày cuối tuần làm việc. Cả nhà chuẩn bị xem mình chiên tôm nha. Đây là nghêu. Xả đầy đủ, luộc lên, chấm nước mắm, chua ngọt, dứt. Quá ngon. Rồi. Dạ mời. Vô.
chiên nha cả nhà. Đó, nhúm vô. Đó, cơm đã. Chiếc mày phải chiếc tẩy chứ không? Nhúng ra đều con tôm. Tôm lăn bột. Cho nó đều ngọt. Đạo quá, đạo quá. Kê biết chiên mấy mày. Đó. Tuy biết ăn à. Hấp dẫn kìa. Món này là món siêu hot đó. Vàng ôm luôn ha. Cái bột này ừ chính là đắp này với nhà vậy nhiêu đó mà bột ít gì bột vậy nhiều nè rồi nhiều nhiêu cơm đó mà thiếu bột nữa đó thiếu bột nó bột hai bịch thiếu à còn à là dư bỏ không hết. Đây là một cái nồi nghêu sắp xả luộc xả. Đây là lò nghêu qua đây mình chiên tôm. Cái này mình ăn với trời mưa bão bùng. Mưa lớn quá mình ăn mừng. Ăn mừng trời mưa lớn. Đây còn miếng bột đó là hết rồi cả nhà ơi. Rồi như đây mình chiên như đây nó là xong rồi cả nhà. Đây cái nồi nghêu của mình nó cũng đã chín đến nơi luôn rồi nè. Đó. Há miệng hết rồi đó. Đi đâu rồi? Con xu. Ăn không? Xế cái đầu xu luôn. Thì đây, cái nó xương ớt nè. Xu cũng bánh tráng hả? Ừ, cả nhà ăn buổi tiệc nhỏ nhỏ dưới buổi trời mưa ngày chủ nhật cùng gia đình mình nha. Đây là một món nghêu hấp xả. Con trai bia lâu rồi. Đây là tôm chiên nãy giờ mình chiên. Tôm chiên bọt mình ăn với lại tấm chân ớt mình ăn. Nè 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 được không? Đây có vỏ cho sống rồi mình ăn chung với tôm. Rồi. Ăn cả nhà, thử con nghêu coi. À. Sao
Chấm miếng tôm mắm vô nè. Ủa ngon quá. Như ngâm vậy không có cát à. Mấy trái ớt kia thì luộc đi, không bỏ ra. Tôm có ngon không? Tôm ngon không? Ngon. Ừ, chấm một con coi. Ừ. Ngoài tôm. Ai, con tôm này cả nhà. Con ăn con này á. Mắm hả mày? Chén này mới lấy. Chấm miếng tương ớt nè. Tôm ngon thì chứ. Ừ. Tôm rẻ. Không bỏ ra. Mày lấy nhiều cho xuống nha. Bột này chiên giòn luôn bộ. Ừ. Này, bột này ăn ngon rồi, chiên cái bột xong. Được không? Ở miếng cơm nữa đó. Vừa ngủ thật thất cho các bạn. Con này đã bị chết. Tôm thịt nó cũng ngon, bộ nó có bở bở gì. Còn sống. Ăn cắn. Con ớt này cay lắm à. Con ớt này cay lắm. Con mèo đen. Đau rồi con ớt. Thấy rau thơm nè. Nhìn cái nồi nghêu này hấp dẫn quá. Cái quả tươi ăn con. Xanh xanh đỏ đỏ có chết. Nó ừ. Không? Ôi. Rồi. Ừ.
Mà sạch. Này mày ăn hết chén cơm này nè. Còn cái nước hấp đã lắm, có hấp nước nhiều lắm. Đâu. Ai kiểu cho con hấu. Nhưng mà rồi. Tự ra nước. Cho vừa. Là đi với mắm rồi nó chịu. À. Chắc. Cho nó ăn mà nó ở. Thấy ghê quá. Không cho mà. Dạ có rất nhiều nơi ngọt không? Rất nhiều ngọt lắm. Ngọt. Ngọt ngay. Để làm nấu cái rau đi. Bây giờ là chị nấu cành rau. Ở cái này nấu cái rau ngon lắm, nước này nè. Giống như con hến. Ừ. Có này. Ở trên bắt quá xanh bắt cái này nấu cành rau. Mẹ đưa đây, mẹ đưa đây nó cuốn cho. Bỏ rau ra bồn tươi cho nó hành. Đưa cái bánh tráng cho. Tới cái nước đó, thả vô. Đưa bánh tráng thì cuốn với cái này nè. Nước dao kìa. Nước dao nè. Đưa lấy cái cọng dao thả cái bánh tráng nó mềm. Là nhiều đắt quá, nhiều đắt hơn tôm nữa. Cái gì nhiều không ha. Còn mình hấp miếng nước đây. Trời ơi, nó vô uống. Rất vui ngọt, ngọt ngọt. Để cho bỏ cái này nó con dao ngon lắm á. Đó là ở cái này nó có dao thầy luôn à. Không tôm nữa kìa. Để nước lại. Chiều nó. Cái này bỏ cho vòng tươi nó cái nước này nè. Bỏ rồi năm ăn mình tươi lắm được không? Rồi một ngay luôn. Nó chả như con hến vậy. Như con hến là nấu nước cho mà nó đi ra rồi. Thì mẹ ăn nhiều hơn nước thì dầm nấu thêm thêm nồi canh nữa. Nhiều nhiều làm hai món luôn. Bao lại 1 kg hả? 2 kg á. Con cũng nhỏ nhỏ. Có lo con nữa. Con ăn cơm. Cơm có nhà đã nướng rồi. Nướng được có nhiêu? Đúng rồi. Ồ, con nghe có 2 cái ruột. Gớt nè. Ủa, uống nước mắm rồi hả cô? Ừ. Nó uống một ly. Ủa, ăn một cua tới. Mắm là ngon vậy. Cái này hết ta ăn, cái hầm gọi là không ngon, mất hết chứ. Mất ngọt luôn, teo luôn. Cái nào? Nghiêu nè. Ừ, ăn rồi nữa chứ không ai thăm. Ai nghiêu thăm lại. Thăm lại đi tác không? Mâm mâm. Nó còn queo rồi. Mâm mâm. Hấp miếng nước nữa cả. Ăn một lần thôi. Làm gì xong? Nhưng chào các bạn xong. Chào cả nhà đây. Chào xong. Ngồi xuống chào cả nhà coi. Cho cả nhà thấy mặt coi. Bữa nay sao mặt là mới nè. Chào cả nhà. Chào cả nhà nha. Hẹn cả nhà clip sau nha. Bye bye. Chào cả nhà.